Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Z và mình là B. Hôm nay đây thì mình có một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt muốn giới thiệu đến cho các bạn. Đó chính là chiếc nồi cơm gì ấy nhỉ, quên rồi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Z và mình đã xuất hiện ở đây. Và trong một cái lần ngồi chơi lướt Shopee thì mình đã mua một cái nồi cơm di động bởi vì nó lạ. Và nghe có vẻ nồi cơm mà xác định đi muôn nơi thì nghe quá là tiện rồi. Với mình đã bỏ ra 600 nghìn để mua cái nồi cơm này. Nhưng mà khi mà mua về nơi ấy thì thực sự nó không như mình nghĩ. Nó vô cùng bất tiện với mình. Và bây giờ đây, mình sẽ bóc phốt nó. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn bóc phốt con này ấy, đó chính là về cái trọng lượng của nó. Nó khá là nặng ấy. Với cái ngoại hình như thế này thôi là 1,5 kg. Mà khi mà các bạn chất đầy thức ăn ở trong này ấy thì nó phải rơi vào khoảng tầm trên dưới đâu đó 2 kg. Mà trong khi đó thì mình đi làm thì có mang laptop này tầm 1,5 kg, 2 kg này. Xong rồi tất cả những cái đồ lặt vặt linh tinh như kiểu là quần áo rồi đồ make up nó cũng phải rơi vào 5 kg. Một cái thân hình mảnh mai mỏng nhẹ như mình mà vác 5 kg mỗi lần sáng sớm đi làm, no, không bao giờ. Thế còn là gì? Quạt. Ok, tiếp theo đó chính là về kích thước. Mọi người nhìn nghe có vẻ như thế này nhưng mà nó không hề nhỏ nhắn mọi người ạ. Như kiểu mình đi làm thì đứng một cái nào cũng vậy thôi. Đi làm thì mang cái túi nhỏ nhỏ này, không thì mang cái ba lô thì phải đựng laptop. Mà phải mang thêm cái này nữa thì nhét vào ở đâu. Nhưng mà được cái là nhà sản xuất cũng tặng cho chúng ta một cái túi. Nhưng mà nói chung là cái túi nó cũng không được đẹp cho lắm ấy. Và nó chỉ đựng vừa được cái nồi cơm này. Nó khá là cùng cảnh ấy. Các bạn nhìn thấy mình xách thôi nó cũng đủ mè rồi ấy. Đây nhá, ví dụ đi học mà vai đeo ba lô, một bên đeo túi sách, còn cái này nữa thì để vào đâu. Thực sự nó rất là cồng kềnh. Ok, đến hạn chế thứ ba mà mình không thích ở cái nồi cơm điện di động này ấy, đó chính là về cái đồ thay thế. Như mình bật mí cho mọi người, đây là hàng nội địa Trung Quốc. Mọi người thường hay đánh giá cao nội địa Trung Quốc phết ấy, nhưng mà những cái bát bên trong này ấy để đựng đồ ăn này thì nó được làm bằng gốm. Nhưng mà khi mà vỡ ấy thì thực sự là không thể tìm được cái đồ thay thế cho cái nồi cơm này. Không phải tìm kiếm đâu xa mà thật ra là mình cũng đã làm vỡ một cái rồi. Bên trong này thì nó có tất cả là tổng cộng 4 cái và mình đã làm vỡ một cái rồi, chỉ còn 3 cái thôi. Nên ở sách nó hơi bị khập khiễng ấy. Được cái thì cái đồ gốm này nhìn thì khá là mới lạ và cái thứ hai là màu mè thì khá là hợp với con gái. Ba là khi chất liệu bằng đồ gốm ấy nó sẽ đảm bảo về độ ăn cho mình, độ nóng này. Hay nếu mà bạn nào mà kiểu sợ bằng nhựa nó không đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm ấy thì cái đồ gỗ ấy, cái đồ gốm này làm được. Nhưng mà khi mà nó mà bị vỡ hay là bị hỏng hóc gì ấy thì mình rất là khó để kiếm được cái đồ thay thế. Và nếu như mà có kiếm được cái đồ thay thế gì ấy thì mình cũng không chắc là nó sẽ đảm bảo được cái đồ ăn trong này có được như cũ hay không, thơm ngon không thì không chắc. Và một điểm nữa mình không thích ở cái con này ấy, đó chính là về thời gian hâm nóng đồ ăn. Nếu như mà các bạn muốn hâm nóng đồ ăn ở trong cái nồi cơm này thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là đổ nước vào trong cái hộp này. Và nó mất đâu đó khoảng tầm 5 phút để làm sôi cái nước lên. Và mất thêm 20 phút nữa để hâm chín tất cả những cái đồ ăn ở trong cái hộp này. Tổng cộng là mất khoảng tầm 20 phút đấy. Lúc mà mình mới mua cái nồi này ấy, mình cứ tưởng là nó sẽ có thể hâm nóng trong cái khoảng thời gian mình đi đường đi làm ấy. Nhưng mà thật ra không phải. Để hâm nóng được thức ăn ở trong này ấy, thì chúng ta cần phải cấp điện cho nó. Nghĩa là phải cắm điện trực tiếp vào ấy, thì nó mới có thể hâm nóng được tất cả các thức ăn ở trong này. So với cái việc 20 phút ngồi đợi nó thì mình sẽ bỏ ra 5 phút để hâm nóng đồ ăn ở lò vi sóng ở nhà. Nhanh hơn, tiện hơn gấp tỷ lần so với cái nồi này. Một điểm tiếp theo thì nghe có vẻ hay ho nhưng mà thật ra không hề hay ho. Vì lúc mà nhận được nó thì nhà sản xuất có nói là nó có thể nấu được. Và mình không biết là nấu được những món nào nhưng mà mình đã thử nấu cơm. Thì đúng là nó có thể nấu được thật. Nhưng mà vị trí mất đâu đó khoảng tầm 30 đến 35 phút để nấu một cái những cái bát cơm bé tí xíu như này thì không bỏ trong mình mọi người. Nếu thế thì thà rằng mình nấu một cái nồi cơm bình thường ấy, bao nhiêu là gạo mà mất có 15 phút mà ba cái chén này mất 30 phút, tốn điện, tốn thời gian. Bỏ. Ok, nãy giờ thì mình toàn chê thôi nhưng mà thật ra thì cái nồi cơm này cũng có một vài cái ưu điểm ấy. Điểm đầu tiên mà mình thích ở cái nồi cơm này đó chính là việc hâm nóng thức ăn bằng hơi nước. So với việc hâm nóng thức ăn ở lò vi sóng ấy thì như các bạn thấy đấy, hâm nóng thức ăn ở lò vi sóng thì nó sẽ khô hơn, mất một số cái vị của thức ăn. Còn hâm nóng thức ăn bằng hơi nước này thì nó sẽ giữ được độ ấm này, như là giữ được hương vị của đồ ăn và kích thích sự ngon miệng của chúng ta đó. Và hơn nữa, không phải công ty nào thì cũng chuẩn bị lò vi sóng cho nhân viên. Ví dụ như công ty mình thì cái nồi cơm này thì khá là phù hợp cho những bạn như kiểu là có chế độ ăn khắt khe này, hay là
có một cái nhu cầu dinh dưỡng cho bản thân cực kỳ khắt khe hoặc là đang giảm cân. Ví dụ như thằng gà thì cái nồi cơm này rất là hữu ích. Đây là một điểm cộng thực sự luôn. Tổng hợp lại thì cái nồi này nó không phù hợp với nhu cầu của mình ấy. Cái việc mà mình bỏ ra 600.000 ấy được là gì? Mình đang ngồi đây review cho các bạn về cái nồi này để cho các bạn không vì tò mò mà mua nhầm nó. Hoặc là nếu như mà bạn nào có nhu cầu mua cái nồi này thì hãy comment xuống dưới bên dưới có gì mình phát lại cho giá rẻ giá rẻ. Và nếu như các bạn có những món đồ gì hay ho nhưng mà chưa dám bỏ tiền ra mua thì hãy cứ comment xuống dưới bên dưới, mình sẽ làm chủ bài cho các bạn. Và đừng quên hãy nhớ nhấn like, share, subscribe cho Gen Z để xem nhiều hơn những video như thế này. Còn bây giờ thì bye bye.